bọc năng các bạn, ít thôi. Sau khi bong bóng mình đó các bạn, mình mua số lượng này bong bóng lòng tim mình thì nó có số lượng rất là nhiều, về một lần nó khoảng có 1.000 cái. Tại vì các bạn mua lẻ thì không ai bán cho các bạn đâu, các bạn phải lấy một lần phải từ ít nhất là khoảng từ 500 cái hoặc 1.000 cái trở lên đấy thì người ta mới bán cho các bạn. Mà khi các bạn lấy số lượng như vậy thì các bạn chỉ bán được những ngày lễ nè, ví dụ như lễ Trung Thu, lễ Noel hay là những ngày lễ Tết hoặc là các trường mầm non. Mà nếu như các bạn chuyên gì bán thì cái sản phẩm của các bạn sẽ hết, mà nếu như các bạn không chuyên gì bán thì sản phẩm của các bạn sẽ bị tồn. Mà tồn các bạn phải giải quyết được. Thì khi cái hàng tồn á, bong bóng á của mình á để lâu ngày á thì bong bóng nó sẽ bị đổi màu liền các bạn. Bong bóng sẽ bị đổi màu. Cái hiện tại mình quay video này các bạn phải nhìn kỹ nha. Chứ hiện tại cái màu của này nó đổi sang cái màu rồi bạn. Màu trắng sẽ đổi sang cái màu vàng nhạt nhạt rồi. Nó chuyển màu rồi. Và cái chất trơn của bong bóng của mình nhưng mà nó sẽ không còn chất trơn nữa các bạn. Cái bong bóng của mình nó mua về rồi á, mình để lâu ngày thì cái cách dọn của mình nó rất là khó khăn các bạn. Tại vì bong mới á, thì nó có cái độ trơn các bạn. Đây cái này là bong bóng đã lâu rồi nè. Các bạn dọn vô. Đây các bạn dọn vô đây thì nó gít. Nó có cái độ gít các bạn. Gít lắm. Các bạn vô chậm, rất là chậm. Vô gít dữ lắm. Đó, các bạn nghe nè. Đây các bạn dọn vô trong đây thì nó có rất là gít, nó không có độ trơn. Không có độ trơn, nó gít lắm. Gít nó không thể nào vô nhanh được. Không có nào nhanh được các bạn. Đây. Trơn lắm, nó gít lắm. Nó sẽ làm mất thời gian của chúng ta rất là nhiều. Tại vì khi chúng ta chọc một cái mẫu bóng mới chúng ta đã vô gần 10 cái hoặc 5-10 cái rồi. Cho nên rất là mất thời gian của chúng ta. Dùng một cái loại bột các bạn. Bột này á là có tên là bột năng các bạn. Bột năng. Mà thường thường ở dưới miền Tây thì thường gọi là bột củ năng á, còn trên này là bột năng. Một bịch nó mình mới mua chỉ có 14.000 thôi. Đây thì các bạn mua về rồi các bạn phải trộn, các bạn phải bỏ bong bóng vô cái bịch của các bạn á. Đây các bạn bỏ vô bịch, các bạn đổ miếng bột năng vô. Đây các bạn nè, bỏ các bạn xé bịch bột năng ngay nha, các bạn bỏ vô một miếng nè, ít thôi đó. Xong rồi các bạn trộn lên, trộn mình trộn ở ngoài đây nha các bạn, trộn bong bóng lên. Thì khi bột cuốn năng nó sẽ áo hết tất cả các bóng này á, áo rồi thì chúng ta sẽ vô bóng rất là nhanh, nó có độ trơn các bạn. Để các bạn nhìn mình vô thử xem nha. Mình sẽ trộn một cái, nếu các bạn trộn hai cái thì càng tốt. Mình nghĩ mình trộn một cái là chắc đủ rồi. Đây mình vô đây. Nè, nó rất là trơn các bạn. Đó. Mình vô rất là nhanh, là sọt là vô các bạn. Nhanh lắm. Nên đây cũng là một cái bí quyết nha các bạn. Đó. Xong các bạn chọt cái bóng này vô, cực kỳ nhanh luôn. Đó. Nó không còn gít nữa. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xả cái bong bóng. Thì trong quá trình mình buôn bán các bạn thì không tránh khỏi là bong bóng mình không bị bán không hết. Có nghĩa là bong bóng các bạn bơm lên rất là nhiều nhưng mà trôi qua cái buổi lễ thì các bạn bán sẽ dư. Mà cái hàng dư hàng tồn thì các bạn phải xả xuống để qua cái dịp lễ hôm sau mình bán tiếp. Thì khi các bạn xả bóng xuống thì các bạn phải xả hết hai cái luôn. Cái bong bóng lớn và bóng nhỏ các bạn đều xả hết. Sau đó các bạn dùng một cái hơi trong cái miệng của mình á, rồi các bạn thổi ra cái bong bóng, rồi các bạn lấy cái bong bóng các bạn đập vào tay giống như mình đang diễn tả. Thì cái tay kẹp cái đầu bong bóng các bạn, cái tay kẹp cái đầu bong bóng á thì các bạn xả ra một tí hơi. Có nghĩa là cái bong bóng mình vừa kéo ra mình buông ra rồi cái bong bóng đập vào tay mình bên kia, rồi cái tay mình nắm cái đầu bong bóng mình xả ra một tí hơi nữa thì vừa buông vừa thả vừa đập. Thì bong bóng nó sẽ dồn cái sự đàn hồi co giãn lại các bạn. Thì đợt hôm sau mình bán lên nó vẫn bán được ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới. Xin cảm ơn rất nhiều.